chọc đâu. Hiu. Bữa nay còn dễ. Sông là nó sống dặn. Rồi. Sao nó xạo mà. Thế cái bọn này sao mà người ta bay lên ha, sao lại nặng lại dễ thế. Sông sao nó giống này. Đây, quay đây, chị nhìn bên này này. Đúng trên mạng chưa? Nhiều bố mẹ vẫn còn bảo là đến hết rồi thì nó hết. Ôi ôi, thế thì lúc đấy luôn. Ô có cái gì đâu, thịt gà có cái rồi, ăn tí lấu mì lấu miến là xong mà. Xong là một phần thôi chị ạ. Bác đang buồn thì một mình bác. Huyền. Đấy cháu chỉ chuyên gia thôi. Kệ. Kiểu gì tí cô mời cô chẳng gọi bác Kiên. Ăn hay không ăn cũng vẫn gọi. Ví cái lỗ kìa. Alo ba. Mai. Tuấn như trên mạng luôn không? Mai Miền này. Đâu nói Mai chị ạ? Mai Miền rồi. Tuấn đâu không? Tuấn. Đâu rồi? Chắc là những này là đâu rồi? Thường. Nhân của, nhân của bạn ấy dễ kinh. Nhẹ cái đã già. Có gió lặn có gió đâu. Nặn này cổ như là nó mất vệ sinh ấy chị. Nó còn nhân nhiều hơn ấy. Chẳng có gió lặn quá. Cái chân này là thì ta lặn được chứ mình. Tay mình nặn quá nó cắn lên. Vậy biết chỗ rồi ạ. Lúc nào có như ngày thì đi nặn chị ngủ lặn. Còn. Nên. Tự nên. Hay là chủ nhật thì ở nhà nữa. Lớp bao nhiêu ạ? Ủa chị bạn tự đi được rồi. Sao mà chị sợ bạn ấy lười thôi. Có lười không hả Cún? Ừ, có. Cún à? Chắc sắc nghiệp của mình em sẽ phải lười. Không thế làm gì có gái yêu. Không ai đâu. Nó bảo thì phải to ra đúng không? Phải to anh như là kiểu mặt ngô ấy. Đi bên ngoài chị nhìn những khác gì hạt gạo. Ai đâu quá. Đáng ngủ có đau đâu mà. Chặt rồi. Xong thế vẫn chặt cả. Đau quá. Thường. Chịu tốt. Bọn này nó chịu được rồi chứ. Cái đấy thôi. Sau.
Để danh à? Không phải, động vào nó sẽ đau. Và khi đau là nó sẽ đau rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm. Đúng, sắp đầu. 5 phút nữa chị ạ. Em quay xong cái màn này. Thế lại hấp dẫn quá rồi chị. Lại không muốn về nữa. Thế chị thấy kinh chưa? Có những người mặt dỗ là do để như này lâu ấy chị. May mà chị đến kịp thời. Bảo là từ 2-3 ngày rồi cũng mai mẹ nghỉ làm thì mẹ vẫn đi, nó không có đi một mình. Thế ai mách đấy ạ? Ừ. Ui, rồi bắn đâu ấy? Cổ chị. Cổ áo ấy. Ui, tóc chị ơi. Em nhìn thấy rồi. Chị hôm nay cũng bẩn thật, bắn chân cá đây và áo. Hey. Rồi. Thì bắn cho một cái. Em có phải ở trên mạng không? Đấy, chứ không. Để bít tắc này, cái gì dùng cho nó hết được. Không lấy ra làm sao mà hết được. Vâng. Nào nó viêm thì nó như những cái đỏ ấy chị. Như cả pháo hoa. Mai làm yên đi. Khóc à? Đau khóc. Thế để cái mặt này nó hỏng nhất. Bà quá là quan tâm luôn ấy. Bà để yên cháu ấy. Con cái đứa nọ chị. Thế chị ông nội là chị thứ mấy hả chị? Nhà chị là 4 chị em gái à? Thế chị là cả à? Được rồi chị. Sinh năm bao nhiêu rồi chị? 97.
nóng đi tối. Nhà cô nhẹ nhà. Vâng, mấy giờ mẹ? Mấy giờ? Vâng. Thôi, rồi rồi. Đi ăn cơm khác. Em được đi ăn cơm khách à? Ăn hậu đỗ em à? Cứ được gọi là đi. Lại mai mối cho anh nào? Em chẳng biết rồi. Thế cái anh người yêu kia bố mẹ biết chưa? Biết nhưng mà không cho em yêu. Thế thằng đấy như thế nào? Thằng đấy làm nghề gì? Nó bằng tụi em mà, nó học. Nó học ở đâu, nhà đâu? Có quen được thằng xa à, ngày xưa xuống đấy chơi cùng nó con ở đây yêu sao biết hai đứa con học
Họ ở xa rồi thì họ cũng còn. Nó hẳn cái gì? Bánh mì. Chục cái bánh mì. Thế con bé kia không kịp ở lại ăn. Cộng thì phải mua đồng nào đây, phải mua đâu ở cạnh đâu đây rồi. Kinh chưa? Đặt cố gắng tí nhá. Cho nó đi chỗ khu vực này.
Bị ngáo à? Quay 15 phút. Không. Đây bây giờ quay này. Quay này đẹp đẹp rồi. Quay một hàng dài. Em thử cái này 15 phút. Thích ghê. Xong dít lại ở giữa, đoạn giữa nhiều nhiều. Đó, chỗ này. Đó, chỗ này, chỗ này. أولاد حارتنا اتلاموا اتلاموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة تعز الليل بيضو على حسنا لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه بيضة ولمعة وفي كل فانوس ولعوا شمعة ولعوا شمعة النور حايم لا سكتنا والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدح نغينا وكل مهموم يترك همه شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة تعز الليل بيدور على حسنا لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه بقى المحروم احسن وزكي عن مالك واللي تجد بالقبالك منا وإلينا عايد علينا ضموا الصفوف عالخير وانضموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسنا لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه رمضان يا شهر الخير يا كريم تسعد فقير وتهني يتيم وتكرع رايح من الجنة وإن كنت رايح هتجيلنا وهتلاقينا مليان ايدينا يلقاك صغر وكبر يهتموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحمة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه وحوي 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 يا وحوي رحت يا شعبان وحوي نضجت يا رمضان وحوي
شهره بان شهر مبارك وبقاله زمان هالهلالك والبدره بان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي ايه يا حم رحت يا شعبان ايه يا حم وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي ايه يا حم جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الله جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال يلا الله محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الله محلى صيامك في صحة وعاد نبدي وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي ايه يا حب رحت يا شعبان ايه يا حب وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي 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 ايه يا حب وحوي وحوي ايه يا حب رحت يا شعبان ايه يا حب وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي ايه يا حب طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال وألوان يلا الغفار طول ما نشوفك قلبنا فرحان يلا الغفار بالدار خيرك أشكال وألوان يلا الغفار بالدار خيرك أشكال وألوان بكرة في عينك نلبس فستان وحاوية وحاوية رحت يا شعبان ايه يا وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي ايه يا هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا نوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا نوسك يا نوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا نوسك في ليالي رمضان ماما تبوسك وباباكي كمان وحاوي وحاوي رحت يا شعبان ايه يا وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي ايه يا وحوي وحوي ايه يا حب رحت يا شعبان ايه يا حب وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي Thank you.
رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان املي املي طر عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي 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 في الطرف خليكي